bác. Hôm nay em xin lên cho các bác một hai con siêu phẩm là Oppo Find X2 Pro. Nhưng hai con này giá sẽ rất là tốt nhá. Thì vì sao giá tốt? Thì con này nếu bình thường ấy thì là nói chung là máy rất là đẹp nhá. Máy đẹp. Đấy, thì một em thì đã có dán màn hình zin theo máy sẵn. Đấy, gần như là máy không có xước nhá. Thì hai em này đều có một cái vết lưu ảnh nhẹ trên màn hình nhá. Đấy, thì mình sẽ nói rõ trong video. Nói chung nhìn bình thường như này thì không thấy đâu. Nói chung là kể cả mình khi mình xem video các thứ cũng không thấy nhá. Đấy. Đấy, xem video YouTube cũng không thấy. Này. Đây sẽ đây sẽ xem một cái video nhá. Sẽ tắt tiếng đi để tránh cái bản quyền âm thanh này. Rồi đây. Kể cả khi xem video các thứ cũng ok nhá. Không có ảnh hưởng gì mấy nhá. Đấy. Thế nhưng mà nó bị ám nhẹ như này nhá. Hai con đều ám, nó cũng gần giống nhau. Hai cái máy này là cái máy em đang dùng luôn nhá. Đấy. Thì bây giờ cần tiền nhập hàng nên em bán đi, em để lấy tiền em nhập hàng. Đây thì chỉ khi nào mà các bác vào chế độ gì nó màu trắng thôi. Đấy, bây giờ sẽ cho cái màu trắng này. Đấy. Đấy, sẽ cho một chế độ gì đó nó màu trắng nhá. Đây. Đây phải vào cái chế độ. Đây, bây giờ sẽ chuyển sang cái nền trắng đi. Đây, chuyển sang cái theme trắng đi. Đây, theme đen thì gần như sẽ không nhìn thấy luôn nhá. Đây, bây giờ sẽ chuyển sang cái theme trắng này. Đấy. Đấy thì ở bên dưới này nó có một cái vết lưu ảnh này. Đấy, một đường lưu ảnh đây. Nói chung là nó hơi nhẹ, cũng nhẹ thôi. Đấy. Đấy, một đường lưu ảnh nhẹ nhá. Đấy. Đây đường lưu ảnh này. Thì chỉ một cái nhẹ này thôi thì giá sẽ rất là tốt nhá. Đấy. Giá thì bình thường máy đẹp keng không vấn đề gì, là em bây giờ em đang bán tầm là trên 9 triệu nhá. Nhưng mà con này là bị như vậy nên là em chỉ bán giá có hơn 7 triệu thôi. Đấy. Thì các bác mua thì liên hệ số điện thoại của em nhá. Số điện thoại em là 0969 410192. Xin cảm ơn, xin chào các bác.